Mẫu đồng hồ lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck. Cybertime, mẫu đồng hồ được lấy cảm hứng từ Tesla Cybertruck của tỷ phú Elon Musk sẽ được Anicon dự kiến ra mắt cuối năm 2020. Trước đó vào tháng 11 năm 2019, Tesla công bố mẫu xe bán tải chống đạn Cybertruck có giá từ 39 USD từ chiếc xe của nhân vật cảnh sát săn người máy trong bộ phim Blade Runner. Cybertruck được thiết kế nên với góc cạnh, khả năng vượt địa hình tốt với góc tới và góc thoát của xe off-road. Những người hâm mộ Tesla Cybertruck có thể sở hữu mô hình chiếc xe trên cổ tay với đồng hồ Cybertham do bộ phận nghiên cứu của Anicon chế tạo. Dự án Cybertime đang gây quỹ và đặt ra mục tiêu tối thiểu 50 đơn đặt hàng thì thương hiệu đồng hồ có trụ sở tại Hong Kong, Trung Quốc sẽ tiến hành sản xuất. Đồng hồ Cybertime được làm bằng chất liệu thép không gì có hình dáng mô phỏng theo Cybertruck với thiết kế góc cạnh và màn hình cảm ứng hình học. Thay vì sở hữu mặt đồng hồ truyền thống, Cybertime hiển thị thời gian ở dạng kỹ thuật số theo chiều dọc với tính năng cảm ứng điện dung khi gõ hay chạm giữ màn hình CyberTham sẽ báo hiệu đèn đỏ. CyberTham sẽ có phiên bản tiêu chuẩn và phiên bản giới hạn. Khác với phiên bản tiêu chuẩn, phiên bản giới hạn sẽ được thiết kế tính năng vết nứt giống như hình ảnh vết nứt trên cửa sổ xe của CyberTruck trong sự kiện ra mắt tại Los Angeles. Nếu Anicron có đủ tài chính, hãng sẽ phát hành đồng hồ vào quý 3 trên 2020. Hiện CyberTham đang được gây quỹ trên website của Anicron cùng thông tin bán hàng với giá đặt hàng trước là 250 đô la Mỹ và giá chính thức. Dự kiến là 280 USD. Anicon là một xưởng thiết kế và chế tạo đồng hồ độc lập có trụ sở tại Hong Kong, được thành lập vào năm 2014 bởi nhà thiết kế đồ họa Zhou Kan và doanh nhân Chris Chan. K452, mẫu đồng hồ thứ hai của hãng trong vòng 24 giờ đã gây quỹ thành công trên Kickstarter để sản xuất trên thực tế. Anicon được nhiều người biết đến thông qua việc hợp tác với NASA, Daniel Axam, Philip Colbert chế tạo nên các mẫu đồng hồ độc đáo.